cảnh báo đề phòng thủ đoạn lừa đảo mới. Vào lúc 16 giờ 30 phút ngày 6 tháng 10 năm 2024, bà Ngô Thị Trang, sinh năm 1986, ngụ khu phố Lộc Tân, phường Lộc Hưng, thị xã Đăng Bàn, đã đến công an phường Lộc Hưng trình báo về một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại tiệm vé số của bà. Theo trình bày của bà Trang, khoảng 15 giờ 30 phút cùng ngày, một người đàn ông nước ngoài mặc áo thun đen, tóc xoăn, đi xe ô tô Mazda màu trắng, không rõ biển kiểm soát, đã vào tiệm của bà với ý định mua 3 tờ vé số. Sau khi bà Trang để vé số lên tủ cho người đàn ông lựa chọn, người này đã đưa cho bà tờ tiền mệnh giá 200.000 đồng. Tiếp đó, bà Trang chỉ nhớ rằng người đàn ông đã mở tủ, lấy ra cọc tiền, gỡ dây thun và đếm tiền rồi nhanh chóng rời đi. Sau khi sự việc xảy ra, một người hàng xóm của bà Trang bước sang hỏi thăm về giao dịch vừa rồi và nhắc bà Trang kiểm tra lại số tiền trong tủ. Lúc này, bà Trang phát hiện đã bị mất 40 triệu đồng. Qua điều tra ban đầu, cơ quan chức năng xác định đối tượng gây án là người nước ngoài đã thực hiện nhiều vụ việc tương tự từ Bắc vào Nam. Đây là thủ đoạn lừa đảo mới tinh vi nhắm vào các cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ. Người dân cần nâng cao cảnh giác, nếu phát hiện đối tượng nghi vấn, cần ngay lập tức báo cho lực lượng công an gần nhất. Công an địa phương khuyến cáo người dân tăng cường cảnh giác trước thủ đoạn lừa đảo này.